Siêu thảm đỏ rồng xanh, Juna, yêu lột xác 180 độ, thang duy ăn diện rườm ra dẫn đầu dàn sao hạng A. Thảm đỏ lễ trao giải rồng xanh 2022 đã hóa vườn bông nhan sắc mãn nhãn nhờ màn xuất hiện của Juna, yêu, Kim Hy Soo, thang duy, Daniel Henny, Tây Dền. Sau bao ngày chờ đợi, lễ trao giải điện ảnh rồng xanh 2022, Blue Đờ Gia Gần Phim Award đã chính thức diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Trong sự hân hoan của bao người hâm mộ, Thảm đỏ lễ trao giải danh giá nhất nhì làng điện ảnh Hàn Quốc được hâm nóng nhờ sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám như Juna, SNSD, Yu, Kim Hee Su, Thang Duy, Lee Bai In Hun, Jung Woo Sung, Daniel Hennie, Tae Jin, Hai PM. Trong số đó, nổi bật nhất là màn lột xác ấn tượng của hai mỹ nhân đình đám Juna và Yu. Người khác sợ tăng cân, nhưng Juna lại tràn đầy sức sống và xinh đẹp hơn hẳn kể từ khi có da có thịt còn em gái quốc dân yêu lại khiến khán giả bất ngờ với màn khoe vòng một căng đầy gợi cảm khác hẳn phong cách kín đáo mọi khi trong khi đó minh tinh thăng duy lại gây thất vọng với bộ váy dườm già dìm cả vóc dáng giữa dàn sao khủng nguồn Sở ta niu hezopop